Quang Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Hiện tại giờ cái bàn cúng buổi sáng là được đem xuống quý anh chị ơi. Thì tiếp vào đây thì bên nhà hàng đến để sắp xếp hai cái mâm tiệc lớn của quý anh chị. Cô để cho con ấy chứ không có nói nhiều là bàn còn cúng của cô. Đây đây để con đây bên nãy anh nấu vàng của anh chỗ tài sao máy xe điện của công ty nè, anh nấu vàng anh mới chạy chở nguyên một đòn ngồi đi chơi luôn mà chạy chị dạ. Lấy khăn giấy chị lau cái lưỡi lơm la luôn hả đó. Lau lưỡi rồi bây giờ mà lấy cái xà phòng là lau cái đây anh mà hái nha. Ủa chú Tiểu làm ca la men cho anh ha. Đây là cái bàn tiệc của chị Linh ha quý chúng chị. Đó, đây là tí chuột. Nãy anh vô anh còn coi mắc cười nó ông áo vàng ông chở nguyên một bài áo đỏ đi luôn. Gì hả? Rồi đâu rồi? Lá nãy hay lắm, đúng rồi cảnh đó nãy hay lắm. Trời ơi. Em con chị cho mì chị. Thấy hai con gấu. Rồi. Ai đứng im tại đó nha, đừng nhúc nhích nha. Đứng im này đâu có lấy gì đâu rồi, không đứng im. Được chưa tiên, vậy được hết tiên. Ngon coi luôn. Ừ, cái này cái món gì đây? Xôi mít hả? Ngon mà tốt luôn á. Ngon không? Để anh thử miếng coi. Cái này được dùng chưa? Phải hạ xuống rồi mà không được dùng gì. Này thỉnh rồi phải không? Dạ, vì mình xin thử một cái món xôi mít này ha quý cô chú anh chị. Cái nào ngon đâu? Ngon lắm, màu tím nè. Màu tím hả? À. Màu tím ngon lắm hả? À. Rồi xin màu tím ha. Màu tím là màu của chú ha. À. Xin phép ha, cho xin cái lộc ăn vô thông minh sáng suốt. Nói chuyện dễ thương cho bà con cô bác yêu quý. Thôi cho bảo vệ nhìn đi, ai có xin cho mình con này. Rồi thôi cho bảo vệ nhìn đi cho. Mập con. Con hẹp. Miếng nướng nghe bà con. Bây giờ mới hợp thôi nào. Xôi mít. Câu đâu rồi ta? Con bưng lại đứng cho em bắt câu đâu. Quá tuyệt vời. Tiệm Ngọc ơi. Ủa câu quá. Nè độc lạ Bình Dương quý chú chị ơi. Ngon, này ngon. 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 Bà dạo bưng này nè. Để nó đi. Ngon quá. Cô ơi. Cô ăn thử đi cô. Ngon quá trời ngon luôn. Được, 10 điểm. Mày nói là ngon chứ đừng nói là được. 10 điểm. Chị tính là mình được có lý với cái chương trình. Độc lạ Bình Dương. Cái này mà chén này thôi á. Món này còn gọi là một món rất là mới ha quý chú vậy. À, lạ vừa mới. Còn lắm. Nãy mà hai muối gì đó, ăn hai muối mít rồi. Thôi chú kêu qua mừng anh con tổn họ chứ. Chú Tiểu bữa này rất là đẹp trai heo quý chú vậy. Anh đeo cái kính vô giùm cái. Anh đeo kính vô thử. Kính của em là hình như chồng đỏ đúng không? Em thấy là áo đỏ mắt xiên đỏ hợp chứ không. Đâu đâu em đeo vô thử rồi coi cho bà con cô bác xem mà. Còn đang ăn để ăn xong bữa tay mới đeo được. Để anh đeo chó cứng cái. Rồi. Wow, dữ không quý vậy? Đúng rồi. À, nón đỏ nè, mắt kính đỏ luôn. À, áo đỏ luôn ha quý cô chú anh chị. Dài đỏ nữa nè. Dài thì dài xanh. Đó, tuyệt vời ha. Đặc biệt là ở trên là cũng mang tên chú.
ở trước thì cũng có tên chú, ở sau cũng tên chú quý chú chị. Nhưng mà cái tôi yêu chú Lương Sơn Bá là ai la cái đề nghị đó vậy? Ai nghĩ anh không biết nữa. Chắc là chị biết không, chị tặng cái gì là tặng nguyên cái combo á, hay là nguyên cái combo đó. Là chị ông Ngọc người này la kêu kia vậy luôn đó. Không biết cái phần đó anh không biết. Tính ra mít này ngon quá. Để cho mình giữa nha. Ngon này là chị ông Ngọc thì thôi, còn nếu mà không phải chị ông Ngọc là không có hay. Cái này em thẳng em thẳng thắng tức là cái màu ấy phải không? Không phải màu. Màu nó đẹp chứ. Ông Lương Sơn Bá chứ có yêu cậu đâu. Cậu chỉ đóng cái vai thôi. Dạ. Tức là yêu cái nhân vật của chú. À, nhân vật của chú là Lương Sơn Bá quý anh chị. Nếu mà chị chú. Hồng Ngọc la cái đề tài đó thì thôi đúng không? Còn người khác không có hay. Em tánh em thẳng thắn lắm, có sao không vậy à? Lương Sơn Bá là cái nhân vật của là chú đã từng hóa thân vô quý của chú chị. Mà đặc biệt thì Duy Minh rất thích cái vở tuồng này nha. Hả? Chị để vô bọc cho em. Được rồi, em dùng cái một thôi. Mấy chị ấy đi. Em dùng cho vui thôi chứ. Được như vậy. Thỉnh Lộc xuống ngồi cứ mấy chị người mới cho mấy cô mà lau công đồ ở đây nữa nè. Rồi xin nữa. Cho anh quy mấy cục chút cho người miếng 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 gì đó cứ chia ra, người Thịnh Lộc miếng 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 gì đó. Chia ra nhiều người miếng 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 gì đó chị. Thịnh Lộc kìa. Đó, ủa cái gì? Đây nè, quý cô chú chị ơi, đây là hai cái bàn tiệc của là chị Linh. Chị Linh ở Úc. Và đặc biệt ở đây thì có cái hai cái hoa mà của mười lăm hết nó cắm sẵn hồi sáng giờ của chú anh chị thì hồi sáng Duy Minh đã có quay đã có review cái đó hoa này rồi. Đặc biệt là Duy Minh sẽ lại đây chia sẻ cái chị văn phòng cho quý chú chị xem ha. Ủa mình chở gì xuống anh? Nước ngọt ha. Ủa nước ngọt đây em cầm phụ cho. Đây em nhìn phụ cho chị. Bữa nay có chị văn phòng xuống chị đẹp gái xuống nữa ha. Xuống coi mình coi ha, kiểm tra ha chị. Coi có thiếu gì không hay là bổ sung gì thêm không? Đây. Ui. Nguyên luôn ha anh, đem hết luôn ha. Này. Này. Buổi sáng rất là hoành tráng luôn ha. Còn muốn gì nữa ha. Món này à. Thì bên quản lý bên khách sạn có cái gì xuống đây luôn trực tiếp luôn với chú gì ơi. Đang kiểm tra cho nó có đủ món chưa hả? Để luôn mỗi một quên là 10 không. Đủ chưa? Đủ rồi, tới quanh đây. Mỗi bên 10 chén. Mỗi bên 10 chén 2, 4, 6, 8 9 à? 9 à? 10 Ngọc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 với 3 là đủ rồi nè, đây 10 nè. 7 với 3 là 1 nè. Để bên kia nữa là được rồi đó. Rồi, để cầm muỗng ra, chia ra muỗng, để nó muỗng vô luôn. Đó. 2, 4, 6,
8, 10 đủ rồi đó. Bên đây đủ 10 món rồi. Thêm cái ly ta. Ly đủ mà. Thêm cái ly. Ủa, đủ món rồi. Đây, chia cái này rồi luôn ha. 10 ly đủ mà thiếu vậy. Cầm cái tim áo đỏ mình bên đây đông vui. 10 ly đủ rồi mà. Còn bên đây đấy, bên đây nữa hả? 10 ly đủ rồi, thiếu gì không? Đó. Tôi không nhớ. Rồi, thiếu đủ cái gì đây nè. Đây nè, đây đây. Đây chai nữa. Đấy, mấy lò mấy chai của C1 nè. Gì chú? Gì chú? Vậy chú con. Chú đừng đời, chú làm rồi gói thêm chú. 500 rượu rồi. 500 mà hả? Đâu? Ờ hàng chi cái mặt đỏ lét rồi. Chú làm gì? Rồi chú. Chú làm rồi. Tí rồi. Bây giờ không, chú rượu là khác, cái đó là tao đi làm gì. Bây giờ mình gom ghế qua tí hơn. Gom ghế ra tí hơn. Gom ghế ra. Mình gái ra quý cái chú chị vừa quay vừa cầm luôn. Ở đây thì mấy anh em đang dùng ha. Vừa cầm quay. Cài cài đi. Đây. Em cầm luôn đi để anh dưới tí xử cho nó nhanh coi. Ủa? Quay quay lại thôi. Mày trước mặt luôn rồi. Cái này chung luôn nè. Uống tí rồi. Gì anh? Uống tí rồi. Thì nè, cái em tính quay em anh đưa. Giờ còn hỏi tí không? Thì tôi uống vàng. Uống vàng còn làm gì không? Cầm nó cho. Hồi nãy cô Huệ vô xách một cái chén nha đó nha. Có không? Cái chén của chị nào quá. Hồi nãy tất cả là bao nhiêu cái. Mình bỏ trên bàn nào mình lên bán. Dạ. Mình bỏ bàn để trên bàn thờ. Bàn thờ đi. Không. Ê, còn cà phê sổ nữa nha. Hả? Chị chạy nãy đâu rồi? Đó, chị văn phòng kìa, chị văn phòng kìa. Chạy lại đi. Chị ơi, chị Hư. Chị Hư. Ê, cà phê sổ trong cái thùng nước đá đó anh. Thùng nước đá đó đó. Ờ, xúc đá bỏ vô đem vui. Ờ, quý cô chú chị ơi, thì chị Thư bên quản lý bên nhà hàng cũng như là bên khách sạn luôn cũng xuống đây để là hỗ trợ coi có còn thiếu món nào hay không ha quý cô chú chị. Nước đá chưa có. Có thùng đá cho ta. Ê, anh Tàu ơi, nước đá chưa có anh Tàu ơi. Nước đá. Nước đá. Thì còn cái nước đá nữa ha quý cô chú chị, còn gì nữa không tí? Đủ rồi đó. Còn nước đá nữa xong hết rồi. Còn nước đá nữa là mình cúng được ha. Bây giờ mình xúc nước đá của mình trước ta. Ơ, quên nữa, còn khui nữa hả? Em có quay không? Cái gì anh? Em có quay của em không? Anh khui tiếp anh, tí rồi. Xúc nước đá vô đây luôn. Chưa có đá. Đá mình thôi. Rồi đây đem xuống cái. Nè. Nè, thấy khui vô thôi nha. Anh nhức đầu luôn đi ra kia luôn á. Bị sa két hả? Nhức đầu gì đâu có thấy gì nữa.
vô vô đây coi ông Phương áo vàng ông chở một băng đây là hết nhất liền. Sao la lũi vui rồi. Xin mến chào bà con cậu bác ha. Ông lũ mang chút lũi vô gốc cây rồi, ông đi xuống về. Chúng anh chị đang xem trên kênh YouTube. À, về nha. Chạy chạy giải xe của ông Phương hả? Của gì hả? Không biết xuống về chỗ nào. Thì nó đâu có đợi xuống về đâu. Hà Viên cũng cho xe điện mà chở xuống 2 mâm. Cây rất là lớn luôn để cũng là cậu đâu phải có số về. Trong số về hồi nay là ngày 15 tây năm đầu của biết. Ngày 15 tháng 8. Xe mới mà xe điện. Xe số năm Quý Mão ha, cũng như là Tết Trung Thu. Còn ngày Tây thì hôm nay là ngày 20 tháng 9 ha. Thì quản lý cũng đem xuống đây mấy cái chén nó mấy cái rồi mà mất rồi. Giờ không nhớ luôn. Cái này đúng không? Đã sắp xếp lên xong rồi bây giờ là tới thêm đấu thỏ cũng như là một con ông Vũ Linh cũng như là ekip cũng đang hỗ trợ ha để mà mở cái gói nữa bọc để cúng cho cậu ha. Cái tao gì? Con nghe cô ơi. Có qua được không cô? Đây là món súp nè. Alo. Chai. Rồi, có qua cà tới ha. Rồi ok cô. Còn đây nè, chè Vũ Nhan nè. Đó, lẩu. Rồi, bây giờ chờ đá nữa là mình là nhiều món ngon luôn. Mình đổ nước còn rồi là cúng thôi ha. Không có đi vô. Hoa viên là các em chuẩn bị về cái công tác chuẩn bị lớn. Đây là hai món cúng chị Linh ở bên Úc ha. Nhiều lần rồi chứ không phải là riêng nhà này ha bà con. Phải nói là sự ưu ái cũng như là của ban quản lý hoa viên. Hai cái mâm cúng cũng luôn, cũng cố luôn. Quý rồi. Không bố luôn hả? Rồi à, bây giờ hôm nay á mình cúng cho chị Linh. Không phải. Cho ai? Anh đang câu hỏi, anh đang câu hỏi đấy. Chị Linh hay là cho ai? Rồi. Rồi chị Linh cúng cho chú. Gồm có 6 món. Món đầu tiên là món súp hạt sen. Hôm nay là cúng giùm chị Linh. Món này là súp hạt sen ha. Rồi, món thứ hai là món món gì đây? Món này món gì? Món này là món gỏi gỏi chua xôi với gồm có xôi đậu phộng. Gỏi này gọi là gỏi Thái. Gỏi Thái thì chua chua là Thái đó, chua rồi, với cay. Món thứ ba là món bì cuốn là món này. Bì cuốn là đây heo của chú anh chị. Đó, này nói chung là nó nãy giờ đặt 3 món nhưng thật ra nó có một món nằm ở trong khai vị 3 món. Rồi tiếp theo đó chính là món cơm chiên. Đây, món cơm chiên. Cơm chiên nha. À, món thứ ba là nấm sốt tiêu đen là trong cái này. Trong cái nấm sốt này. Tiêu đen là trong đây. Nấm này nấm bầu ngư hả? Đúng rồi. Nấm bầu ngư. Rồi, tiếp theo đó chính là món đậu hũ chà bông là nằm bên kia. Đây. Này, đậu hũ chà bông. Và đá thì cũng đang đem đến kêu quý chương trình bên ngoài. Đó. Rồi, cái món thứ năm đó chính là lẩu chao. Lẩu chao nha. Lẩu chao ha. Đó, vị lẩu chao. Món thứ sáu là chè Tuyết Yến là những cái chè là chè Vũ Nhan. Chè Vũ Nhan nha. Nhưng mà cái hiệu là cái tên đó không? Chè Vũ Nhan. Bây giờ anh toàn. Còn món thứ bảy là cái món nước đá. Rồi, mà năm cũng như là nước ngọt. Đặc biệt buổi sáng thì có hai cái lãng hoa của Duy Minh nhớ không lầm là hồi sáng Duy Minh nghe là của chị Hồng Ngọc à, quý anh chú chị đó à, đây có là sen đá thiệt ha quý anh chị, hoa hồng cũng thiệt luôn đó. Quà gửi đến một của cậu ha. Cũng cậu trong ngày hôm nay. Ngày trong có nước nè. Thì cuốn lẩu chao gồm có 3 loại nước ngọt, 4 loại năm mùa anh bảy ấp stein và 247 lỗi đu đủ chua. Đây là bình hoa cũng là đặc biệt, đây là cái tấm chân tình của chị Linh ở Úc quý chú chị khán giả của
15 ếch. Thì thường thường thì chị cúng vào ngày thứ ba. Thứ ba hàng tuần ha quý chúng chị. Hôm nay thì do gầm cho nên là chị cũng cúng luôn. Cái ngày gầm hôm nay thì rất là tốt, ngày gầm nào cũng gầm, nhưng mà có gầm trung thu là sáng nhất ha quý chúng chị. Có gầm trung thu là sáng nhất, mà đặc biệt hôm nay có chị Hồng Ngọc cũng gỡ những cái lãng hoa đến đây rất là xinh xắn luôn ha quý chú anh chị. Bây giờ là chị còn đá nữa là xong ha quý chú anh chị. Còn đá nữa là sẽ ở đây thì cũng có nhân viên nhà hàng thì cũng có nhân viên hỗ trợ, mà thậm chí có là bên ban quản lý đi quản lý nhà hàng, đó là chị Thư cũng vừa xuống đây đến để được kiểm tra coi cái công tác mà mình dọn lên để là cúng coi nó như thế nào, có thiếu đủ cái điều cái món nào không ha quý chú anh chị. Thì mấy lần trước thì chị không có đến, nhưng lần này là chị đến để hỗ trợ kiểm tra, nhằm là kiểm tra coi là có thiếu đủ gì không sẽ bổ sung thêm. Đây thì cũng có anh bên ngoài thì có đang xe đang lùi lại heo quý chú anh chị. Không rồi, xe chạy tới rồi. Ôi, quẹo không nhìn hả? Rồi nó đi luôn rồi. Mấy bữa đi đâu không thấy té. Em có nói thầy một ngày đi học một ngày. Hồi sáng ông Tiêu nói với mình là ba, còn chị Nhi nói là kêu ông Tiêu là má. Hôm nay anh lên phương lái xe nhìn oai. Thôi, xin phép đi về còn năm ơi. Anh thua rồi, anh biểu diễn lại lần nữa rồi. Rồi. Mới vừa ta đồ mới vừa xong mới vô chỗ đốt cái nhang cho cậu để gì? Không, thì chúng thành gì? Để tắm, để thay đồ khác cũng hai đồ này. Rồi mình thay đồ, không có bộ này một thôi. Sáng là thấy chú Thành là. Dạ một. Không thì không có đăng ký. Thì coi cũng xin phép cùng năm. Thì thôi em cũng có cái gì cũng đi phép, em cũng đi làm trong chùa, trong của tài thiện, cũng trong của Chinh Lưu Nhà Đỏ ở Cô Giáo ở Bình Dương. Thì coi chú làm từ thiện đúng không? Thì làm là giúp chỗ. Sao con nghe bữa chú đi qua tiếp bà cụ mà chú không làm từ thiện? Thì kiếp cụ bà tài thiện á thì nói á thì nó không lấy tiền, thì nó không lấy, mà như thằng giàu nói vậy á thì nó mình có trách nó sao bỏ. Thì anh gia lưu á mấy... thì anh nói là anh đi cho một tiền đồng đó là nói chuyện tình luôn đó. Đây đây thì cái gì mình phải nói đồng là có sai đi qua đây. Con thấy chú là sáng có thằng men hô thảy rồi đúng không? Không, hôm nay có thể là không phải. Từ ở đi làm gì mà à. Thực tình luôn. Thấy chú có hàng mang hồi thải rồi. Không, không có gì hết. Thôi nói vui gì thôi chú. Thực tình luôn. Nói vui gì thôi. Mình đàng hoàng. Thôi, được rồi. Đây nè, con nghe chú nói nè. Để con, chú nghe con nói nè. Chú không cần giải thích nhiều. Mình sống thực tình của người quá đi. Dạ, đúng rồi. Mình sống sao bà con quá. Người ta nhìn vô, ta biết là chú. Mà mình không cần phải giải thích nhiều. Mà mình không có cái đụng chạm gì anh em nhưng mà con thấy là chú khai thiệt con ơi. Rồi nói. Chú có hơi rượu. Thì có một miếng uống miếng ăn một cái. Hôm mốt con phiên chú nè. Hôm mốt mặc áo chú đừng uống rượu. Chừng nào tháo áo này ra đi uống rượu trong phim mà mình đãi chú nha. Không, mà cái này không có. Cái này mình chắc con thấy chú có hơi rồi. Thôi được rồi chú. Khổ quá, khổ quá.
thấy chú nói chuyện liên tiên miên luôn cho nên Duy Minh hỏi chú một câu một chú trả lời một đống luôn. Giờ là mấy anh em cái món này là món nhãn gì? Dưỡng nhan. Dưỡng nhan của bên nhà hàng luôn quý cô chú chị. Rồi, bây giờ là xin một phút tĩnh lặng để cho 15 hết cúng và để dâng lên chú ha. Buổi sáng gầm quý chú anh chị. Đi bên sửa ở đây luôn hay bán bàn không? Đây cái tài chấm miếng cồn đốt vô tài chấm vô. Rồi xong cái nướng cái tay luôn. Nếu anh trước rồi để cho anh tí một phút im lặng nha, để cho cúng một cái xong rồi mấy anh em muốn nói gì nói nha. Đây ủi của chú về để với mình đi xa xa ra đây ha. Để coi chú ấy gì chưa, chú ấy chú có hơi men là chú nói luồn tuồn ban hết. Nhiều khái cũng khổ ghê á. Ngồi chú ấy gì rồi, chú Hành gì rồi, gì là gì thật rồi không quý cô chú anh chị à. Sáng nay là phải nói là rất là nhiều sự kiện luôn quý anh chị. Đúng ra là Duy Minh bữa nay là phát quà nữa đó quý anh chị. Đó, của chú Vũ Linh đó, nhưng mà Duy Minh phải định lại á. Quà cúng cho nhiều khán giả nữa đó, Duy Minh phải định lại quý anh chị. Tại vì cúng ở trong Hoa Viên á là người ta đã đặt trước một tuần lễ rồi. Còn mình á thì mình cúng mình đặt liền luôn không sao ha quý chú anh chị. Thì mong bà con cô bác xem video của Duy Minh, những khán giả gửi cho Duy Minh cúng thì cũng thông cảm này, từ từ trước cũng cúng mà sau cũng cúng hết quý anh chị, trình cái gì cả ngày người ta cũng chứng thôi. Đó, xe đang trong đây, cái xe chạy đâu à? Nhức đầu quá, ngủ hả? Nhức đầu kỳ cục lắm cho nên là đi ra ngoài luôn, đi ra ngoài nằm tí xíu uống chai dừa. Chắc thiếu ngủ đó. Uống chai dừa ra gặp chai dừa bị đun nữa. Uống luôn rồi hết luôn. Một tí nó mới gọi đó, nó hỏi anh nấu vàng chạy xe thấy có gì mày không? Không, đảo 25 nay dơ quá rồi, chiều nay mình tắm không đi, chiều nay tắm là đúng bề rồi đó, 25 luôn á, 25 nay gầm, chiều nay mua rượu đi tắm lăn đi đó. Chiều nay là mua rượu về tắm hai ông nha, hai ông đổ cho Duy Minh vlog. Có nhiều bà con cô bác xem ủng hộ kênh để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác xa trong ngoài nước được xem tại mẫu của chú và được ghi hình mấy ông ở đây trắng dự ở đây cái nơi đây cho các chư vị ở đây là dùng bữa luôn. Một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn chị Hồng Ngọc nè, chị Linh nè. Đâu ơi cô Năm tới rồi, bất ngờ cô Năm tới. Quá. Wow. Cô Năm tới quý chú chị ơi. Rồi, thắng lợi cô đừng chạy sâu quá. Chạy vô sâu quá nó. Cô Năm có nhà ca khá đời gian nan nước da mặn mà. Nhà cô Năm có nhiều bánh bao. Cô Năm cái này bánh bò thửng. Ủa bánh bò. Nay cô cứ cúng gì hả cô Năm? Hay là Năm có đó cơm để cô ăn. À, cơm cô Năm. Cơm cô đem theo ăn luôn hả? Lột nón ra nè. Xong cái lột kiến ra luôn nè. Rồi nè, gửi chai xì tin coi cho mà anh nấu vàng nè. Chai xì tin hết nha. Phải hai chai mới được. Mà chai bự nữa nè.
heo mình biết là chắc cái bự này ở nhà hay nào. À, một chú bự đây là hai trái nè. Cô Năm biết bị con ấy nó ăn bưởi thì cô Năm đem lên hai trái. Ủa, nó ăn bưởi hả? Nó ăn luôn rồi. Bưởi cái đó là nó ăn được luôn hả? Dạ. Nó quen rồi cô, bữa nay quen rồi. Đặc biệt là cô Năm bữa nay có đem ổi, ổi nha mà Duy Minh rất là thích ổi cho nên là cô Năm đem ổi theo. Để mình nhớ cái nón. Khoan, áo cho cô Năm luôn chứ. Cũng chưa, đang có mới cũng luôn luôn á. Nè nón này thấy chưa? Nón đỏ có rồi. Nghĩ có nón là nha ngộ. Niệm có nón rồi ngộ, ngộ đừng có lấy nón nữa. Nị nói nị có nón rồi. Đó, nị đem bánh bông lan này ở nhà bên cạnh nó nướng, mình mua giùm mình ủng hộ nó. Rồi cô Năm bữa nay lạ lắm nghe. Hôm nay mình vô mình nói chuyện tàu đi. Bữa nay Duy Minh mà kêu cô Năm làm cái mặt dữ lên cho Duy Minh chụp tin eo đó. Ô có hai trái mới nữa kìa. Rồi chị, mấy chị làm giùm cái này ha cho cô Năm. Hương ơi, Hương, coi chỗ nào trống thỉnh xuống để hai trái bưởi của cô Năm lên nè. Thỉnh hai trái đó xuống đi cô Năm. Xá xá chậu đi Hương. Bách. Mày vui lắm rồi. Cái này lấy đồ cúng hả? Con này vui ngộ đi làm con hai mặt cho. Cho chị Hồng Ngọc ha, gửi tặng cho cô Nam một chiếc áo rất là xinh luôn. Ôi trời ơi, sao không ghi chữ 5 lăng đi? Đúng rồi, thấy không? Anh nói mà ghi chữ 5 lăng mới đúng. Đây cô 5 lăng thôi. Chữ 5 lăng đi cho nó dữ dữ. Không ai năm chứ vậy làm sao tôi về có treo áo lên không á, tôi không bao giờ có dám để đâu. Là cô nãy giờ cho thuốc, bây giờ mới đốt thuốc cho chú, nói rằng là tiếng tàu bằng tiền luôn. Hello cô Năm nghe. Quý chú kìa. Chào cô Năm, chào khán giả con gái cô Năm. Chào khán giả, cô Năm được tặng cái áo rất là đẹp ha quý anh chị. Sao cô Năm nói tiếng tàu con coi nghe. Chút xíu cô Năm lợi đằng kia. Tàu lao quá. Ôi là này nói gì thế nè. Nói cái gì mà tàu lao. Nị nói hôm nay nị cũng tàu lao lắm á. Chút nữa coi nị tàu lao à. Nị tàu lao nè. Tiếng tàu không? Nghe cô Năm nói cái là hơi giật mình luôn á. Nơi Lị coi tiếng tàu lao. Trời ơi, là ở đây đâu có thay được đâu. Ở đằng kia, ở gần nghe kìa. Rồi cô Năm đi quý cô chú anh chị ơi, đi đằng kia đi. Cô Năm tới là rất là vui luôn á quý cô chú anh chị. Khoan thì cô Năm đi ấy rồi quý cô chú anh chị ơi. Mong là bà con cô bác xem video Duy Minh cũng cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo chuẩn bị đón cô Năm tiếp theo chút xíu. Cô Năm nói cô Năm quậy. À, nói dở nghe quý anh chị. Bây giờ mới bye bà con.